Đây anh em nhá, bây giờ anh em mình đã đến cái chỗ anh em mình định đi chơi rồi đây. Ủa ôi, kiểu ác các bạn ạ, ở trong này là một cái thung lũng. Đây, đồi cao chưa đây này. Cách chỗ anh em mình cũng không xa lắm đâu. Đây, trong này là có một cái hang rất là to luôn các bạn ạ. Hang gần như một khủng sơn la luôn đấy. Đây, này có một cái ao sinh thái này. Mọi người hay câu cá và chế biến ăn cá ở trong kia luôn. Anh em mình sẽ vào cắt cơn cho kia ra. Ở đây đang là lồng cá thì phải anh em ạ. Cá này còn đây là mấy cắt cỏ thì phải. Đây này có mấy cái miếu liền cơ. Khu này miếu Long Vương. Hôm nay là đi không có bác Khánh các bạn ạ. Có mấy anh em mình thôi. Trời tối rồi đấy. Đây này con ve kêu ác thật. Ở trên này chắc là sóc xiếc các thứ nhiều lắm đây. Này, hoàng dương. Đây này, hình như là cái cửa hang thì phải các bạn ạ. Hang khủng khiếp nhất đây này. Không phải không, vì hang này mình cũng chưa đi bao giờ đây này. Cửa hang này đang khóa lại rồi. Chắc hôm nào mình phải vào chơi mới được. Đây này, đây này. Cái nhà hàng kia mới được. Ở đây sướng thật, nước các thứ quá nhiều anh ạ. Thì ao thì ô, biết thế mình đi đường này. Sang nhà bên kia có phải là đi vòng qua cái này. Ở trong này mát đấy. Đấy, cá bụp 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 bụp. Cảnh đẹp chưa anh em? Mình phải tắm đấy em thơ. Trên này cảnh đẹp thật. Kiểu phong thủy hữu tình các bạn ạ. Nhìn quay từ trên máy ảnh lên giống như kiểu mình đang ở lạc vào Ninh Bình không bằng ấy. Chào anh. Đây anh em ạ. Anh đẹp nhỉ. Anh bây giờ là anh với Hải là say bấy lồn rồi đấy. Đây không có em mà cái đấy em mua được. Đẹp nhỉ anh em nhỉ. Rất là hoa, anh em mình đi vào tối quá nên không có gì hay. Rồi anh em mình lặn lội vào đây ăn những cái món mà anh em thường ngày mình cũng hay cắt cơn các bạn ạ. Cái này ở khu này còn cá đây này, măng chua đây này. Cá nướng. Đấy, mấy cái món thường ngày anh em mình hay ăn nha các bạn ạ. Măng chua phải có rất nhiều rau sống. Mà ngồi đi. Phê chưa? Bảo anh em. Ô bảo ông anh phê gì? Kia chủ quán kia mang về phê à? Không thấy mang gì nhỉ? À đây Nga này. Bảo. Vịt à? Vịt. Bá chỉ xong chưa? Cái này là cái gì đấy? Nước chấm à? À. Nước chấm của nó. Ôi thì tôi gọi đi. Nước chấm này khả năng chia ra làm hai bữa đấy. Thôi mình lái xe nhá các bạn nhá. Mình xin phép hôm nay là em xin phép em uống nước ngọt nhá. Mình cũng lái xe bỏ mẹ luôn. Đúng rồi. Thôi em lái xe đường. Lái cái đường này ghê quá. Đường hai bên toàn cỏ cây thôi. Ông không uống rượu cái gì? Ý mình cắt cái cỏ đấy. Đường lái toàn là. Anh em mình uống rượu à? Thì anh em nếu mà lại không cẩn thận là bánh nó sẽ xuống đưa xuống vực luôn á. Do anh Hải uống rượu đây. Ăn mời anh nhá. Thôi anh Hải thôi không muốn. Thôi anh thôi nhưng mà tôi phép là để cho nó về cho chuẩn chỉ thôi. Đúng rồi. Ôi rượu ngon. Thôi mời anh em đi. Mời tất cả anh em nhá. Rau sống vào đây. Ngon nhờ rau cỏ đấy. Rau này mỹ ước coi như mới năm em thơm ạ. Thôi mời anh em ha. Rau mình chính là rau gì đây này. Ok bạn mong thế thôi. Mời tất cả anh em. Đến. Để giá đây nữa thì. Ôi giá rượu thì rất rồi. To vào nhá. Đúng rồi. Măng chua. Ăn đi anh. Cứ măng chua là phải sửa. Ăn đi. Anh em mình rồi. Đúng rồi. Còn rau ấy. Hôm nay chơi 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 quá nhỉ, chơi mạnh tay quá này. Buổi tối nó không hay quá nhỉ. Sợ đo ra muộn sợ, quá. Sợ lo ăn rau lắm. Mày làm món anh đơn giản xong là tí ra câu cá nhưng mà ra cá thì đúng rồi. Người ra câu được. Hôm nay không là có tí cay không?
Có biết mà không có cái canh. Đấy, anh ra xem. Hôm nào. Bây giờ mấy anh nhá. Là chắc là vâng. Chắc là chưa ấy, chưa kịp vô làm gì không có cái canh này. Anh em lên rau. Đây. Ôi. Rau nào? Mình thấy rau như như mình thấy vàng ấy. Sợ càng thôi mấy anh em nhá. Quá sợ. Đấy rau như cũng thế thì nếu mà vàng mà nhiều như rau ấy. Vàng hiếm á. Dậu lâu chứ. Thế rau trong hang này vàng tấn đúng không? Có mai về đúng không? Vàng tấn đấy các bạn. Anh em ạ, đồ to nó mới xuống ngập hàm mỏ. Mời anh em nhá. Lên. Không ăn được rau thì cho ít thôi. Thế anh ôi em rồi mà em canh chưa ăn được không? Mát trời rượi nhá. Đúng không? À có quả nữa nè. Em có quả cá không em? À quên quên có ai không? Có tiết canh gì không? Ngon. Có làm không? Con vịt này mổ có làm tiết canh không? Không có đá mà anh ạ. Không tiết canh cơ mà. Không có đá. Vâng ạ. Hết đá rồi. Không có. Tiết canh vịt có không? Ý mà anh tiết canh vịt này này. Có không? Đang đóng nhưng mà chưa đông. À cần gì đông? Đang đóng nhưng mà chưa đông cái gì? Em ơi không cần đông đâu. Bù. Gọi cá anh em ơi. Em này có ai không? Có ớt tươi ở không? Ừ. Anh xin mấy người bác Khánh của mình nhờ. Nhờ. Kiểu gì chắc không xuống. Không được à. Lên gọi cá. Được rồi, từ hai lát bây giờ mới về. Ôi, cái này món thường thường của anh em mình. Lâu lắm rồi không lên gọi cá đấy. Mới năm rồi. Anh thử cho em xuống em xem bắt không? Xin phép nha, xin phép anh Đông với anh rồi, mình bị nhiệt miệng. Em lên cá gọi trước đây. Thôi mấy anh em nhá. Nó đang ở đâu? Ai? Không, không anh có số anh rồi, để cho ông nhảy xem đang kiểu chỗ nào. Rồi à? Bạn anh Đông hôm nay trả vào gì nhỉ? Bạn anh nhá. Bạn anh là em ấy chắc thịt ác. Không, mấy anh em ở dưới khu bọn em ấy. Cùng bọn em cũng chơi cùng mà. Nó bảo là Cương với Trung ông này chứ được. Rồi, chắc thịt thật. À đấy. À đã nhảy. À quên, cá gỏi anh em ạ. Cá tự nuôi nó ngon kìa. Rồi ok. Ông này không ngon. Xuống ăn làm gì? Chúng mà khi cho anh làm cá đấy. Tơ lắm. Yeah. Quá tuyệt vời. Hả? Anh em rót rượu đây anh em ơi. Cái này ăn kiểu đỏ to không bao giờ lỏ vé cả. Rồi mời em nhá. Thì anh vâng vâng. Dũng hốc mà nị. Anh làm đi anh. Làm đi. Anh đi cho tỉnh. Ấy à, miếng nhỏ không ơi, ấy à. Nó vào chỗ răng hết. Răng mình nhắm thưa ấy. Ông à, riêng tiết canh các kiểu tôi làm được. Không. Cá gỏi này. Anh lên đi. Không làm được. Anh lên đi, miếng to vào cái nói. Làm được. Ăn không phải con đấy. Nhưng mà cá gọi nó phải có rau sống này đúng không? Ở đây công nhận có nhiều loại rau sống nhỉ. Mạnh nhé. Mạnh tám ấy. À. Quán này. Không biết là nó vào không? Chủ đồ mấy em mày bây giờ biết luôn chứ đâu. Rau sống thì nó phải có loại đầy đủ hết. Lá vả biết. Lá vả lắm. Công nhận gọi cá hôm nay anh em mình say rượu nhỉ. Lá này là lá mì chính. Bây giờ mình thích kiểu là mình đang thiếu mì chính ấy. Ôi. Anh em. Tiết canh kia cho anh lâu luôn nhá. Anh không cần đâu đâu. Là một cười quá anh này. Sướng lắm. Mấy cái đồ hài của mình. Lâu lắm đấy, không ăn quả cá. Cho mấy thơm nhỉ. Quá thơm quả cá. Tuyệt vời luôn. Quá ngợi anh em ạ. Đây, đùa thôi nhưng mà. Ôi giời ơi, anh ăn đi. Ừ. To lắm sướng rồi. Facebook thì mình có. Sướng lắm. Anh đi rồi em ơi. Nên miếng to và hợp anh em ơi. Mời anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Nên. Chú anh đang ăn đây. Cái mồm. Thế bây giờ nhân anh em hốc hết rồi. Ok rồi. Đen. Này cho anh nhân này. Đây con rồi này. Nhưng mà chú anh chiều nay về mua. Mà em mà uống là mấy cả Vĩnh say rồi. Muộn mà chú anh có việc mà. Anh về anh đóng cho em 3 lon bia xong rồi. Nhà em. Nhưng mà chú anh về muộn còn có ăn được tốt đấy. Còn có ăn rồi. Mỗi lon 4 lon bia mà. Đớp hết đấy. Này chú anh đóng cho đánh lên đi bác Vĩnh. Lên đi anh. Say anh đâu luôn. Anh đâu rồi lên đi anh vẫn lên mà nên, cái này nó là sở trường anh em mình rồi dương anh à đến nhà ai đến có câu gì ăn có việc cả nhưng mà khổ ạ à. Nếu là sở trường rồi riêng chất tanh ấy nhưng mà thực chất là làm như thế này nó không có một tí tanh nào đâu đấy anh em ở xa thì cứ nghĩ nó tanh nhưng mà thực chất nó không có thôi như vậy là để uống mà anh chơi kiểu khác. Nhưng mà thiếu lạc anh em ạ. Sư cắn trao. Ôi dồi ôi.
Em ơi cho anh xin ít ít đạc. Đạc. Cay quá. Ui. Anh ăn đi. Ôi ôi. Vừa chiêu em ấy. Chiêu chủ quán tí vào cay quá các bạn. 15 cân thôi. Chủ quán là bạn của chú Vĩnh các bạn ạ. Phục vụ ấy. Bạn là bạn chú Vĩnh học cấp 3. Tí nữa bạn vào là nhiều tất cả anh em. Lên ăn tiết. Cho em tiết tô vào. Thế nào? Đúng rồi đúng không? Cho anh này. Ớt quán này có vẻ cay đấy. Em chủ quán này hình như là trêu anh em mình ấy. Thế này bảo không đông. Thế này. Không muốn hình như em mất yểm để ăn sao ấy. Đây này. Đông quá nó khó nhằn. Thế này mà bảy anh em mà bảo không đông. Đúng anh em đông. Nào. Lên. Lần đầu tiên anh em mình đi xa gần 20 cây nhỉ. Đúng rồi. Em ăn chiếc canh. Làm gì 20 cây. Hết khổ. À 20 cây tính giao quăng làm gì đến không đến đâu. Tầm 15 16 cây á. Không đến không đến. Không đến à? Không đến à. Gặp vui anh em. 10 cây là cùng. Bằng mình thì bằng đến là bằng mình đến là 4G thôi. Nếu mà chúng ta đã đường xấu rồi. Do tự uống là nó không hay. Anh uống đi anh. Tại mình đi. Thôi mời tất cả anh em tiết canh nhá. Không, đường nó xấu với là mình đợi chờ nhiều quá đi. Tiết canh người yêu cũ của bác Bình đánh đông ác. Không phải người yêu cũ. Bạn thôi. Lúc đấy bảo là lúc ấy viết thư cho nhau còn gì nữa. Bảo viết thư cho nhau ác. Người yêu cũ cái đẹp gì. Các thầy thú thật đi. Mời tất cả anh em nhá. Nên người yêu cũ của bác Bình chiến em ơi. Chết rồi thế này chú anh. Giấu từ nãy rồi. Giờ lộ ra đúng không bác Bình? Vào ngó. Ồ vẫn còn thêm ớt à? Ôi tỏi ớt. Mình ăn một phát sặc luôn này. Hỏi chú anh này càng ạ. Anh Hải. Không mặn tí giáo sư tiết canh thử đấy anh. À không, không giáo sư tiết canh thì bình thường phải gọi là cán bộ tiết canh. Ừ đấy. Đúng rồi. Đây rồi. Đây. Bạn đây rồi. Đấy. Là đấy, người yêu cũ của bác Bình. Em ơi. Đây này, bạn thân cho Hồng Thủy Vinh rồi. Thế nào? Bạn thôi, chú anh. Số kiếp lành lành chi. Bạn là cho nạc vào anh em à. Nói thẳng ra đi. Có ai đâu mấy anh em. Chú Vinh cứ ngại ấy nhỉ? Ngại gì đúng không? Bạn học cấp 3. Mình ý, biết anh em biết mình chưa? Phải lò to anh em ạ. Lên nào. Bác Vinh. Mấy anh nhá. Cứ thích giấu con nhà bà Diếm ấy nhỉ? Thảo là chạy bình. Vào đó, đúng rồi. Anh vào để như là tôi vào nhỉ. Không nhưng mà bạn. Anh chị em à, ăn nó phải thế này. Bạn đấy. Đúng đấy. Chắc là đấy. Nghe mới sướng rồi. Ăn đặc riêng hơn. Các bạn. Thằng thằng em tôi khổ lạc. Thôi, mời anh em ăn tiết canh lạc nha. Tiết canh nạc. Đấy, mời nhé. Tiết canh nạc. Không có nạc làm gì nó ngon không? Mình cứ vẫn thích là tía tô vào. Ngon bác Vinh nhỉ? Con tía em của bà Tô đúng không? Đúng rồi. Bảo thằng em cứ làm với tôi thế này. Thơm nghiện tía tô ác nhỉ? Gặp bác Khánh thì tía tô này gặp tía tô thì phải chào cháo. Tốt cho sức khỏe lắm đấy bác Vinh ạ. Mời anh em lên. Lạc nhiều quá. Ngon chứ? Anh rất nhẹ nhàng nhưng mà tình cảm. Mình phải tiết canh không? Cái này tiết canh cá. Lên chú ăn nhớ. Canh vịt mà. Tiết canh cá mà. Vịt chứ. Không. Người yêu cũ bạn tiết canh bạn của tôi bảo là tiết canh cá mà. Nhưng mà nhân của nó bằng nhân thịt vịt. Tiết canh cá với vịt. Màu này giống như kiểu tiết canh cá thật nhỉ? Chú Vĩnh đã sướng hồi trước đi tán nhau thôi. Thôi vì em gắn ghép nhau tí em ngủ ngoài á. ngồi chứ làm sao được. Ôi giàu có lắm cái này mình thích như ra ngủ ngoài á. Ăn ngon luôn. Người yêu cũ của bác Vinh đánh tiết canh ăn quá ngọt nữa. Chịu khó chơi đỏ to vào em thơm ạ. Mạnh vào tôi đúng. Hốp. Mình thì anh em biết rồi đấy. Chiến em ơi. Lúc nào cũng em ông này nhá. Bình thường ông làm việc ông không nói năng gì nhưng mà khi ông ăn ông nói nhiều. Ăn không nói năng gì không. Làm gì được. Bắn phịa cá anh em ạ. Bỏ to vào. Phịa cá như hình như là hôm sau mình vào tự làm. Mấy em này bỏ hết mật rồi. Không, bỏ hết cái phần nào luôn. Cái phần phân của nó ấy. Phịa cá nó phải xanh đè đúng không? Đúng nhỉ. Chuẩn.
không đúng phải. Căn bản là người yêu bạn. Mấy anh em biết cá nhá. Chú Vinh nấu cho thì chắc phải làm ngon rồi. Đầu tư một con vẫn nặng đấy. Vâng vâng. Thế chắc cho ít mật vào. Vâng. Nhưng mà không phải 15 cân, 15 cân là của chú. Còn 13. Ôi, anh Hải sao bò này này. Hay là anh ăn đâu? Sâu bọ đấy, bọ nôn, bọ nôn. Sâu bọ đầy người. Ông ăn ở sao bọ đầy người ông ấy. Đó, làm còi luôn. Bò ác thế nhỉ? Ui, bò gì? Chứ anh ăn được quá đỉnh luôn. Mỗi con đúng không? Mỗi con chia ai? À, cho một nước măng chua thì thôi rồi. Ok rồi. Mời tất cả anh em nhá. Sâu bọ nhảy. Ông quá kém rồi, chết luôn. Người giòn kinh khủng luôn. Quá ngợi. Mình theo từ đâu ra hả Mì Lô? Mày mẹ út. Mẹ út chưa tuổi. Ăn hết. Người đó, mày hả? Không. Làm chết. Chú Anh. Đây đây. Không ngờ bắt được một em màu xanh. Màu xanh của con này thì cho vào bìa cá. Có sửa bộ đến đây này. Sửa lắm. Không, con này con bọ nùn mà. Anh à. Nùn gì? Con này bò hung. Cái này bò hung. Bò hung thì cho vào pia đúng rồi thì nhá. Gặp người yêu cũ hôm nay. Mời em lên em bò hung. Chớp pia cá. Thế ác. Ôi mà chó ơi. Quá sợ. Thổ ớt vào đi. Chuẩn luôn. Không nó tanh ra đây. Cúc thật. Con này không phải bò hung đâu. Nhầm rồi. Con này bò dừa. Bò dừa. Bò dừa. Khu này mà gần gần đường một tí nữa thì chắc là đông khách lắm các bạn ạ. Trước hàng này trước em mở ra mà địa điểm du lịch ấy thì bạn này cũng khá là đông khách này. Nhưng mà từ khi ở trong này có cái nạn mà vàng tặc hay cái gì đấy thì phải. Thì nhà nước hiện tại khẩn đang không cho vào tham quan nên là đây nó ít khách hơn. Rồi là chắc anh em mình cũng xin phép được kết thúc video của anh em mình tại đây nhé các bạn nha. Muộn rồi, hết không về thôi. Đường về cũng ghê phết anh em ạ. Lái ô tô đi qua cái đường kia nhỏ nhỏ, hai bên toàn cây bùa cỏ voi cỏ rết thôi. Rồi anh em mình đi về nhé mọi người nhá. Rồi là anh em mình xin phép kết thúc video của anh em tại đây thôi. Chào anh em nhá. Các bạn là anh em mình đến muộn quá, anh Đông đang rủ vào là vào sớm để câu cá. Anh thích hay thích vào đây câu cá, cuối tuần vào đây câu cá.